Theo thống kê, trong 10 tháng qua, số lao động tại Đà Nẵng đã được giải quyết việc làm tại Đà Nẵng vượt 7% kế hoạch đề ra. Với con số này, thành phố sớm đặt mục tiêu giải quyết việc làm vào năm 2023 với mức 35.000 lao động trong năm 2023. Trong đó, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Đà Nẵng tích cực giải ngân, đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, tạo đòn bẩy cho người lao động mở rộng sản xuất kinh doanh. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Được giải ngân 100 triệu đồng với thời hạn vay vốn 5 năm, anh Phan Chiến đã chủ động được nguồn vật tư, nhận thêm đơn hàng cho xưởng mộc của mình. Từ chỗ khó khăn, nay có nguồn vốn vay hỗ trợ, anh Chiến không chỉ tạo việc làm cho bản thân mà còn tạo việc làm cho những lao động tại địa phương. Thì tiếp cận rất là đúng lúc. Thành thử là tôi cũng có mở xưởng và mua gỗ công tác kịp thời và máy móc cũng rất là trung dụng, cũng đầy đủ cho anh em thợ làm. Và cũng có, nói chung cũng có ngày công, ngày lương để cho anh em đáp ứng cái đời sống. Với hơn 5 hectare diện tích mặt nước, dự án nuôi cá nước ngọt của ông Lê Ích Dũng đang mang lại nguồn thu nhập thường xuyên cho gia đình, góp phần tạo ra những công ăn việc làm cho nhiều lao động, giúp nâng cao đời sống của nhiều hộ gia đình tại thôn. Đây là một cái vùng cái nghèo nhất của cả huyện Hòa Vang đấy, bởi vì là khu kinh tế mới. Mà bây giờ nó được thế này là nhìn ra là thấy là ao rồi ruộng vườn rồi nhà cửa phát triển thế này là đã thấy rồi. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã và đang hỗ trợ người lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Cựu chiến binh thành phố thì có 3.721 hộ được tiếp cận. Và thông qua cái tiếp cận nguồn vốn thì đầu tư vào cái công ăn việc làm. Ngoài cái việc thực hiện cái chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người dân và chính thông qua cái đó thì có thể nói là thực hiện tốt cái công tác an sinh xã hội. Theo số liệu của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, trong 10 tháng của năm 2023, tổng các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố ước tạo việc làm cho gần 34.400 lao động, trong đó có hơn 26.900 vị trí việc làm tăng thêm. Riêng chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đã góp phần tạo việc làm cho hơn 14.900 lao động, với tổng dư nợ giải ngân mới là 1.017 tỷ đồng, nâng tổng số lao động đang được vay vốn lên 67.700 lượt người, và tổng dư nợ là trên 3.000 tỷ đồng, chiếm 71% tổng dư nợ tín dụng tại ngân hàng này. Nhu cầu vay vốn mà hiện nay tôi cho rằng là cái vấn đề chuyển đổi ngành nghề là rất lớn. Như vậy nguồn lực này không chỉ từ trung ương và cũng cần phải có cái nguồn lực từ địa phương để ủy thác qua Ngân hàng Chính sách. Thì có như vậy thì chúng tôi mới đáp ứng cơ bản với các đối tượng. Để đáp ứng nhu cầu vay vốn năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Đà Nẵng được Ủy ban Nhân dân thành phố ủy thác 150 tỷ đồng. Dự kiến năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục ủy thác thêm 200 tỷ đồng, trong đó dành 130 tỷ đồng cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.